Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh An Thái Ô Tô. Thì trước mặt các bạn đây là cái bơm dầu, hay là gọi là bơm nhớt nhá, bơm dầu nhớt ấy, của cái động cơ lắp trên xe Suzuki Brio, hay mình còn gọi là Suzuki 7 tạ này, 7 tạ 9 tạ này. Đấy. Hay là mình hay thường gọi nó là su đầu to. Đó. Đây, cái bơm dầu nó đây. Bắt đầu vào xem nhé. Đấy, cái những cái bơm mới này thì nó sẽ không có cái phớt chặn dầu liền đấy đâu. Đa số là lắp ngoài nhé. Đây, cái su cái bơm này. Bơm này nó sẽ là quay cái này. Đấy, quay cái lõi này. Khi trục cam khi trục cơ nó quay thì đồng thời là cái ở cái phần trục cơ là nó có một cái vấu. Vấu nó đây, ví dụ như cái đầu này là mình lắp thẳng vào trục cơ này. Đấy, thì khi động cơ nó quay là cái này nó quay theo này. Bởi vì nó có hai cái vấu nó mắc vào đây. Đấy. Cái nguyên lý làm việc của cái này đấy. Thì trong cái này, đây cái bơm dầu, cái bơm dầu này này. Đó. Trong này nó có bánh răng để bơm dầu. Đấy, khi trục cơ quay thì cái này nó quay theo. Và trong này có bánh răng cánh gạt đấy, bánh răng gạt này gạt dầu quay, nó hút dầu lên. Đấy. Nó hút dầu từ ở cái vòi hút. Hút dầu từ ở cái phần đây nhá, cái này úp thẳng vào ấy này. Đấy, úp thẳng vào đầu trục cơ này. Đó. Thì nó hút dầu lên, hút dầu vào xong này là nó, bởi vì bao giờ cũng thế, bơm dầu là nó sẽ có một đường hút và một đường xả, hai đường đẩy, hút lên và đẩy ra. Còn hồi dầu mà hồi về thì là nó sẽ có những cái lỗ là nó hồi về tự do về đáy cắt te. Nó sẽ có một đường hút mà đường vào một đường ra này, đường đẩy lên này. Đấy, hai đường nhé, có hai đường này. Thì những cái nguyên nhân mà cái bơm dầu nó yếu là nó kém này, là một là sử dụng lâu rồi. Đấy, hai là mất dầu hoặc là hết dầu. Đấy, thì nó sẽ bị cháy cái phần ở bên trong này. Cái trong này nó có một cái cánh gạt, tức là gọi là bánh răng ấy. Đấy, thì nó bị cháy cái phần đấy. À, ba là nó bị xước. Nếu như mà nó khô dầu quá hoặc là mình thay dầu kém chất lượng ấy, là nó không có độ nhớt ấy, thì nó sẽ bị bào mòn cái phần mặt trà bên trong này. Đấy, nó không được kín khít, nó bị lọt dầu. Thì nó sẽ dẫn đến là dầu nó bơm lên nó rất là yếu. Thì lúc đấy là mình phải cần thay thế cái bơm dầu. Hoặc nó có một nguyên nhân nữa là ví dụ xe mà đi bị tai nạn này, hoặc là vào đá này, thì nó vỡ những cái này. Đấy, nó vỡ những cái này thì đa số là phải thay cả cái cụm bơm dầu này. Chứ không thể tận dụng được. Mình mới giới thiệu cái bơm dầu nhớt, hay là gọi là bơm dầu động cơ, để lắp trên xe Subaru. Thế nên mà anh em có nhu cầu tìm hiểu về dòng sản phẩm này thì liên hệ qua số điện thoại là 0769086333. Add Zalo, Facebook đều trên số điện thoại đấy nhá. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt tại gara BMT, địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Số điện thoại là 0856727222. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo.